Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn đã từng theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự. Và hôm nay thì Bonsai Chiến Sự vẫn đang ở tại Nam Hồng, Đông Anh, thành phố Hà Nội, ở tại vườn anh Thanh. Và quý vị và các bạn cũng đã theo dõi những video chúng tôi thực hiện tại đây, ký đá và làm cây. Và hôm nay thì chúng tôi có một video muốn gửi đến quý vị và các bạn. Đó là một video hái cây trực. Và chúng tôi muốn cho trở vào thành một tác phẩm song thụ. Tất nhiên thì trong khi làm thì chúng ta sẽ có rất nhiều phương án. Nếu mà phù hợp thì ta ghép, mà không phù hợp thì ta lại trở lại ví dụ như là phụ tử hay là cây trực. Còn nếu mà chúng ta ghép mà nó phù hợp thì chúng ta lại chuyển sang thế đi. Và các bạn cũng đang theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự, đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video mới mà Bonsai Chiến Sự thực hiện. Ok, và bây giờ mời quý vị và các bạn xem hai cây trực này như thế nào. Đây là một cây mà chúng tôi hôm qua các bạn cũng đã xem rồi. Nó là một trong những cây trực được dồng nghiêng. Và đây tiếp tục một cây trực nữa. Chúng tôi đang cắt mỏng phần đáy để nó không bị cao bệ. Đấy, một con dễ thả xuống và bây giờ thì có một cây rất đẹp. Đấy, thành một cây bệ siêu mỏng. Cắt hẳn cái bầu đi, cắt hẳn cái rễ rồi thôi đi. Lùi thôi, cắt để lại cái hoành tròn thôi. Đây, một trong những bộ đôi xanh Nam Điền trực rất đẹp và già các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng tôi đang muốn thử ghép vào thành song thụ. Những cái rễ đây để ghép. Đây là bộ đôi. Cái phần này nó quá dài các bạn nhé. Nó có điểm truyền nó là quá dài. Đấy, cho vào chỗ mát đấy nhỉ. Từ từ mát. Lúc này thì chúng tôi đã nhấc hai cây vào vị trí để chúng tôi ghép. Cho lùi vào trong anh ơi. Cái gì? Rồi. Bây giờ thu rất gọn nhẹ, thu cả bệ rồi các bạn nhé. Mỏng tanh, không để bệ dày nữa. Mang xe rùa ra anh ơi. Tiếp tục là một cây thứ hai. Cây này bệ nặng hơn. Chuẩn bị di chuyển vào để chúng tôi ghép, nếu được thì chuyển thành song thụ, nếu không được thì chúng tôi lại tính phương án tiếp. Cứ phải mạo hiểm, cứ phải thử. Anh Thanh chủ nhà rồi đã tập kết hai cây về một chỗ cho xuống đất để chúng tôi có điểm phẳng.
và thả máy lắp ghép. Bệ rất khủng. Lúc này thời tiết đang có nắng và chúng tôi đang ghép hai cây trực vào với nhau. Chúng tôi đang ghép một bộ đôi trực thành song thụ, cây chất chậu già. Rồi nhắc ra đây, chúng tôi đang lọc ngọn đó, chúng tôi đảo ngọn để không bị các bạn thấy hai cái ngọn song thụ đều đang có hướng về phía tay trái, đều đào tức là cùng chung một hướng. Hay còn gọi là huynh đệ, hai anh em phải nói là rất hợp, một lòng một ý. Còn kia là anh, còn là em. Đấy, ông nhìn đi ngọn cái long tôi giờ lên kinh khủng không? Thứ nhất là chèn man nhá, thắp rẻ hết là đấy, đấy, ngọn cái long đóng vào.
Các bạn vừa theo dõi chúng tôi ghép thành công hai cây trực thành cây huỳnh đệ. Bớt cái rễ lê thê ở dưới mặt tiền đấy. Đặt sát lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như 5 giờ kém. Đạt đạt đứng lấy cua cua sạch sẽ gọn gọn vào lấy xong cho nó nổi. Cua gọn các thứ vào một góc. Rồi lại còn ra cái kia. Tôi ghi lại hình ảnh tổng thể tình cảm huynh đệ. Hai anh em đồng lòng đồng sức cùng hướng về một phía. Các bạn nhá. Chiều nay thì mới cho lên chậm. Đây là những con người đam mê. Có nụ cười. Vâng, luôn luôn có những nụ cười với những niềm đam mê, và ở đâu có cây là con người lại ngất ngây. Ở đây là phía mặt sau các bạn nhé. Bệ rất đẹp. Và khi mà chúng tôi trồng lên thì sẽ liên kết vào một bệ, cho nên là nếu có thể nói rằng rất khó phát hiện. Đây là anh Văn Thanh, có vẻ hơi đăm chiêu. Ghép này có được không anh? Được không? Vâng. Được đấy. À, chỗ đấy một hòn đá vào. Này ghép xong cái này anh thịt luôn con cầy. Thịt cầy cho anh. Thịt rồi. À, thịt sớm đấy. Rồi, đang tiết canh. Hình như còn có cả tiết canh cầy cơ. Ô chà. Nhiều ơi, phải làm luôn. Ở phía trong là anh Trường đang thịt cầy. Đó, và anh chuẩn bị đánh tiết canh đấy. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã thao tác hai cây trực ghép thành một cây vân gậy. Và về phần cơ bản thì cũng đã tạm ổn rồi. Tất nhiên thì sẽ còn phải một chút chỉnh sửa nữa. Nhưng vào video này thì có lẽ là quan sát lịch sử cũng muốn nắp ghép dài. Và chúng ta muốn dừng tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh Quan Sát Lịch Sử. Và nhớ là đăng ký kênh, nhấn nút chuông để theo dõi những video tiếp theo. Sau đây thì chúng tôi hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ở tại Nam Hồng, Đông Anh, và chúng tôi sẽ chuyển sang Mê Linh. Các bạn tiếp tục theo dõi và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhé. Khi nào đây? Đi tiếp.